Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tút của máy phát điện Xuân Trường. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, máy phát điện Xuân Trường vừa dọn xong một chiếc máy phát điện Janma công suất là 3.0 kVA. Con này là máy Janma quân đội Nhật nhé mọi người nhé. Đó là điện áp của nó là điện áp Zin 220V. Đó, con này chạy được odor của nó chạy được 239 giờ, có đồng hồ ampe nhé mọi người nhé. Đó thì quý vị và các bạn có thể lục lại khoảng độ 2 đến 3 tháng trước, đó bên mình đã lên sóng những cái dòng này rất chi là nhiều rồi. Đó, đợt đấy thì bên mình có về là 6 khoảng độ 6-70 con. Thế nhưng mà cũng rất nhanh chóng cũng đã bán hết trong vòng 2 tháng. Đó thì hôm nay thì mình cũng có về được 2 con, thì mình mới dọn rửa lên được 1 con thôi. Đó, dọn lên thì đây là mình cũng nói luôn là cái khung sườn mấy mấy cái vị trí này, nó tức là nó về nó để ở ngoài trời, nó để bãi mọi người. Đây là mình đã cho gara ô tô sơn hai lớp rồi nhé mọi người, sơn hai lớp. Đây là mình nói luôn là máy bên mình đã sơn lại toàn bộ, còn máy ở bên trong là zin, củ phát zin và máy zin nhé mọi người nhé. Đó thì mọi người cũng có thể biết là tất cả những cái dòng máy phát điện Nhật gần như là điện của nó đều là điện 100 và 110. Thế nhưng mà cái con này thì nó đặc biệt hơn, bởi vì là con này nó phục vụ cho cái bóng đèn cao áp ở dưới tầng hầm, nó ở dưới tầng hầm mỏ nhé mọi người nhé, ở dưới tầng hầm mỏ của khu vực quân đội. Nên là nó là cái máy dự phòng, nên là điện của nó, cái bóng đèn cao áp kia cũng là cái điện 220V. Nên là cái công ty Janma này nó sản xuất cái con máy phát điện chạy dầu này chỉ phục vụ cho cái thằng là chạy bóng điện 220V. Nên là điện của nó là điện zin luôn 220V ở bên nhà sản xuất nhé mọi người nhé, chứ không phải là hàng xuất Thái, là xuất châu Âu hay là gì nhá mọi người nhá. Đấy, là con này thì bên mình đã có hai chế độ. Thứ nhất là giật nổ này. Đó, cái thứ hai là đề nổ nhá mọi người nhá. Đó, cái thứ hai đề nổ. Con này thiết kế phải nói là nó rất chi là gọn. Và mọi người cũng có thể biết là mình cũng đã giới thiệu con này rất là nhiều. Phải nói là nó cực kỳ nồi đồng cối đá luôn nhá mọi người nhá. Cực kỳ nồi đồng cối đá luôn. Đó. Mọi người có thể đây, bây giờ mình sẽ quay cái đầu, trước tiên mình sẽ quay mặt bảng tablo này. Mặt bảng tablo của nó là ampe này, volt này, điện zin luôn 220V nhé mọi người nhé. Con này nó bởi vì sao nó đắt hơn so với tất cả những dòng kia, chênh lệch nhau khoảng độ 2 đến 3 triệu bởi vì điện của nó điện zin luôn 220V. Và hai nữa là cái dòng này nó chỉ là cái dòng dự phòng. Đó, nên là nó chạy cực kỳ ít giờ luôn. Con này chạy có 239 giờ này. Đó, đây là CV này. Đó, đây là cái con dơ le nhá mọi người nhá. Con dơ le khi mà quá tải là nó sẽ đứt cái con cầu chì này. Đó, và nó sẽ đẩy cái này lên. Đó là, và nó sẽ mất điện nhá mọi người nhá. Còn đây là đề. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay qua chi tiết luôn. Chi tiết đằng sau luôn. Đây là cái đầu, đây là đầu bò của nó nhá mọi người nhá. Đây mọi người có thể nhìn đầu bò này. Đấy, mình đã cho sơn lại nhá. Mình nói luôn là bên mình bán máy có sao nói vậy, nên là mình đã cho sơn lại rất chi là đẹp rồi. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đây gạt lên này là khởi động này, dập xuống này là tắt máy này. Đó, khóa dầu đấy nhá mọi người nhá. Đó, con máy phải nói là con này nồi đồng cối đá. Mọi người mua, nếu thật sự quý vị các bạn, nếu mà mọi người mua được một con máy này về dùng, mọi người dùng cả đời luôn nhá mọi người nhá. Cả đời luôn. Đó, bình ắc quy đây nhá mọi người nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ đề nổ nhá mọi người nhá. Đề nổ cho mọi người xem này. Đề nổ mình sẽ gạt cái đằng sau lên này. Đó, đề nổ này. Bình ắc quy hơi yếu mọi người. Đưa cái ra đề cho anh ấy. Dí đề đi. Bình ắc quy nó hơi yếu nhá mọi người. Nên là lát nữa thì mình sẽ thay một cái bình ắc quy mới vào. Đó, đây máy đang nổ mọi người. Đây điện này. Điện con này rất là khỏe luôn, 230V luôn nhá mọi người nhá. Đó, máy đang nổ. Đó, lát nữa thì mình sẽ thay cho một cái bình ắc quy khác cho mọi người nhá. Một cái bình ắc quy khác cho mọi người nhá. Đó, bình ắc quy này nó hơi yếu rồi. Chạy cực kỳ trâu bò luôn nhá mọi người nhá.
cực kỳ trâu bò luôn này mọi người. À đây mình mở cái lọc gió này, chạy được 239 giờ này. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái lọc gió này. Mới tinh luôn nhá mọi người nhá. Đó. Lắp vào cho anh cái. Đó. Nên là anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên mình nhá. Chỉ có 2 con nhá mọi người nhá. Hiện tại bên mình chỉ có 2 con duy nhất nhá mọi người nhá. Con này là máy dầu khung quân đội, điện zin luôn 220V, công suất là 3.0 kVA. Đó, điện 220. Đó. Thì con này thì bao cho anh, luôn cho anh em chạy là một chiếc điều hòa 12.000 cộng với quạt bóng, tivi, tủ lạnh, điện thấp sáng trong gia đình. Hoặc là mọi với cái mức độ tiêu hao của nó chỉ có khoảng độ 0.3-0.4 lít trên một tiếng thôi nhá mọi người nhá. Đó. Thì mọi người có nhu cầu liên hệ bên mình 0963638495, mình sẽ tư vấn và báo giá chi tiết nhá mọi người nhá. Con này thì mọi người thông cảm, mình sẽ không công khai giá lên trên này. Ok, sau đây xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Xin tạm biệt.